Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng Photoshop để chỉnh sửa khuôn mặt. Thì các bạn mà hay đi chụp tin á thì thực sự rất cần rất 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 là cần thiết cái kỹ năng này. Nhưng mà mình cảm thấy các bạn hình như cũng đã làm được rồi, nhưng mà mình chia sẻ thêm một số bí quyết để chúng ta làm cho nó trông tự nhiên hơn, và thêm một số kỹ năng nữa phòng các bạn cần. Thì ở đây mình có hai cái stop, đây stop này và này, thì bàn này bàn tay. Chắc chúng ta không 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 đối với tay thì da của họ khác mình, cho nên thì nó hơi hơi xử lý khác đi một xíu. Còn mình sẽ lấy stop này bởi vì da vàng cho cũng gần gần giống với chúng ta thì nó thực tế hơn. Ở đây mình sử dụng phiên bản Photoshop CC. Mình sẽ kéo cái stop này vào. Rồi ok. Đối với việc retouch, dành cho những bạn chưa biết thì chúng ta sẽ sử dụng bộ công cụ này. Các bạn click chuột phải vào đây để mà chúng ta có xuất hiện thêm nhiều công cụ khác, ví dụ như là Spot Healing Brush, thì cái này chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Còn những cái khác thì sẽ để là sau, nó giới thiệu sau. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng Spot Healing Brush. Việc đầu tiên mình luôn luôn làm, có một số bạn chúng ta hầu như thực hiện ngay trên cái background này luôn, nhưng mà mình khuyên chân thành là không nên làm như vậy, bởi vì khi cần nó mất công, cần chúng ta sẽ phải Ctrl Z lại nhiều lần, mà trong giới hạn của Photoshop chỉ là 20 lần, thành ra là nếu bạn click hơn 20 lần thì bạn không thể nào tác động vào cái background chúng ta được nữa. Thì việc bình thường thì mình luôn luôn làm là Ctrl G, nhưng mà ở trong cái phần này thì để chúng ta quan sát rõ hơn là mình tác động vào đâu thì mình sẽ không sử dụng Ctrl G, mà chúng ta tạo hẳn một layer trống mới. Các bạn click vào đây hoặc bấm Ctrl Shift N N. Rồi thì ở phần phía trên này, khung setting này, các bạn sẽ chọn vào sample on layer, để mà khi chúng ta click vào chọn phần phía trên này thì nó cũng sẽ lấy mẫu phía dưới và lấp đi cái phần mà chúng ta đã bôi vào đây. Các bạn để ý cái bộ này biến mất, bộ bôi mi biến mất rồi. Còn bình thường đấy, các bạn nhận được báo như thế này, nó sẽ không tác động được, để ý, không tác động được gì cả, vì trong cái layer này chúng ta chẳng có một cái thông tin gì cả, cho nên các bạn sẽ phải bấm chọn sample all layers. Rồi trong layer mới này các bạn sẽ sử dụng Spot Healing Brush để bấm phím G. Sau đó các bạn bôi cứ vậy vào những phần mà chúng ta muốn tẩy mụn. Ok, rồi giờ các bạn đã tẩy mụn thì các bạn có thể bật tắt cái layer này để biết được là chúng ta đã tẩy được những cái gì rồi. Đây. Lưu ý với các bạn là khi các bạn retouch ảnh chụp lưu niệm này nọ thì các bạn có thể xóa những cái vết mụn ruồi, bởi vì là khi chụp ảnh lưu niệm thì chúng ta không cần quan tâm đến thực tế nhiều làm gì, nhưng mà đặc biệt khi các bạn chỉnh ảnh thẻ chẳng hạn thì các bạn khuyên chân thành các bạn không nên tẩy đi những cái vết thuộc dạng là dùng để nhận dạng khuôn mặt của chúng ta như vậy, bởi vì khi mà các bạn trưng cái ảnh đó ra thì nhiều lúc các bạn người ta sẽ nói là đấy không phải là hình của bạn, thì
tới lúc đấy thì rất là phức tạp. Cho nên là dù sao thì cũng nên tôn trọng sự thật một tí ha. Rồi, ok, cơ bản là mình đã tẩy bụi xong rồi. Việc tiếp theo về lông mi, cái này lông mi hay lông mày ta, hình như lông mi. Ok, lông mi đi, à quên lông mày chứ, rồi lông mày. Các bạn sẽ ở đây mình thấy nó hơi bằng phẳng, nó ngang 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 ngang, cho nên là bây giờ mình muốn đưa nó hơi cong lên thì nhìn nó có phần sắc sảo hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ của mới chỉ xuất hiện từ phiên bản CS5 trở nên, đó là Puppet Warp. Thì là làm cách nào để sử dụng cái công cụ này? Thì đầu tiên chúng ta sẽ gộp chung tất cả các layer này lại, control, các bạn có thể gộp chung lại như vậy, nhưng mà mình không muốn, mình muốn muốn để lại cái layer mà chúng ta đã tẩy này để chúng ta có thể xem lại kết quả trước và sau sau khi chúng ta đã retouch xong. Cho nên là mình sẽ dùng thở phím Control Alt Shift E. Khi đó chúng ta sẽ thấy nó tạo gộp chung lại layer, nhưng mà sẽ tạo ra thêm một layer nữa, bao gồm những cái layer đã được gộp chung. Và như vậy thì sau này chúng ta có thể xem lại mà vẫn có layer gộp chung. Các bạn sẽ sử dụng bất kỳ công cụ nào để tạo vùng tròn, laser tool, polygon, đọc thế nào ta. Ok, đây mình chọn, mình sẽ sử dụng công cụ này. Các bạn có thể chỉ sử dụng công cụ này nhưng mà nó chỉ vẽ được đường thẳng, mình không thích lắm, cho nên là mình sẽ sử dụng laser tool. Các bạn sẽ khoanh vùng cái lông mày này lại, rồi các bạn bấm chuột phải chọn filter. Ở đây các bạn có thể nhập số bất kỳ, nhưng mà đối với mình thì với những ảnh kích thước thực sự lớn thì mình sẽ sử dụng cái feeder lớn để mà chúng ta có vùng chuyển giao. Cái vùng chuyển giao giữa vùng chọn phía trong và vùng chọn phía ngoài không chọn này thì nó sẽ chuyển giao nó liên tục với nhau thì nhìn nó sẽ mượt mà hơn. Còn nếu các bạn để về không thì cái vùng chuyển này khi mà mình tác động vào nó sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ có thể nhận ra rất rõ cái sự thay đổi về màu sắc giữa hai vùng biên. Thì ở đây cái ảnh của mình tương đối lớn nên mình sẽ để 10 hoặc bao nhiêu các bạn tùy thích, thế là 10. Còn nếu các bạn sử dụng ảnh chụp bằng điện thoại chẳng hạn, cái pixel cái số lượng chấm nó nhỏ hơn thì các bạn có thể để 4, 5 hoặc trình đó, bất kỳ cái nào các bạn muốn. Các bạn chọn ok, ở đây mình để 10, chọn ok. Sau đó các bạn bấm tổ phím Control J để chúng ta nhân nhân đôi cái layer, nhân đôi cái layer lông mày chúng ta vừa 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 chọn và chúng ta cần xử lý. Thì mình đã lấy mẫu ở cái layer gộp chung này lại, bây giờ mình không cần nó nữa, mình chỉ cần cái layer chủ yếu là cái layer lông mày này thôi. Rồi các bạn chọn layer lông mày, chọn edit, chọn Puppet Warp. Ok, thì mặc định trên trên phiên bản Photoshop CS5, CS6, Photoshop CC thì nó sẽ ra những cái biểu ra như vậy, nhưng mà mình nhìn như thế này mình không thích lắm, cho nên mình sẽ tắt đi, Show Mask, tắt Show Mask đi, nó sẽ để lại như vậy. Sau đó các bạn click chuột vào phần lông mày các bạn muốn thay đổi hình dạng. Ok, thì ở đây mình chấm 5 chấm. Sau đó click chuột vào cái vùng các bạn đã chấm và kéo lên. Chỉ kéo một chút thôi. Rồi. Ok, các bạn click Enter. Rồi, ở đây các bạn có thể nhận thấy gì khác biệt. Trước và sau khi sử dụng Puppet Warp. Khá hay. Ok, cái công cái chức năng Puppet Warp này chúng ta có thể áp dụng vào rất nhiều trường hợp, nhưng ở đây mình sẽ chỉ sử dụng vào phần lông mày này để cho các bạn có thể
hình dung bước đầu về cái công cụ đó. Thì ở đây lông mày đã xong, còn tiếp theo nữa là xử lý vùng da. Đây chúng ta có thể thấy nó hơi sần sùi, nó không được đẹp. Rồi, thì chúng ta sẽ tạo thêm một lớp layer bao gồm những layer đã chúng ta đã tạo từ đầu tới giờ bằng tổ phím Ctrl Alt Shift E như vậy là chúng ta đã làm. Rồi ok, ta có layer mới. Ở layer này chúng ta sẽ chọn Filter Blur, chọn Surface Blur. Ok, thì mặc định nó sẽ ở khoảng như thế này trên máy của các bạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy vùng da của chúng ta nó trơn láng, nhưng mà mình thực sự mình không thích cái kiểu vùng da như thế này. Ở trên mạng có một số bạn cũng hay sử dụng, các bạn hình như sử dụng Gaussian blur chẳng hạn như vậy, nhưng mà hoặc cũng có thể là Surface blur, nhưng mà mặc các bạn để cái thông số này nó ảnh hưởng quá lớn đến cái vùng da của chúng ta, cho nên là vùng da của chúng ta sẽ mất đi cái chi tiết, mất đi cái người ta gọi là texture, thì cái là chất liệu của da. Thì các bạn có thể khi các bạn zoom vô thì các bạn có thể thấy cái đường vân của da. Thì mình khuyên là chúng ta nên cố gắng làm sao để giữ lại càng nhiều đường vân đấy càng tốt, đường vân chứ không phải là đường nứt nẻ ha. Cho nên là để khi mà chúng ta nhìn vô chúng ta có thể cảm thấy cái sự tự nhiên nhưng mà nó hợp lý hơn. Thì ở đây cái phần radius thì mình sẽ chỉnh lên hết cỡ để mà nhìn nó hơi nhẹ 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 nhẹ, còn cái phần bên dưới này mình sẽ để giá trị hơi thấp một chút. Thì đây các bạn có thể thấy là cái vùng này chúng ta đã giữ lại được những chi tiết, giữ lại được chi tiết, nhưng mà vẫn giữ được cái tạo ra được sự trơn láng trên da vừa đủ để có thể sử dụng. Okay. Click OK mà chờ một xíu cho máy nó chạy. Máy mình hơi yếu nên cũng chạy tương đối mất thời gian. Rồi. Rồi. Rồi các bạn có thể bật tắt cái layer này để thấy là nó đã ảnh hưởng như thế nào tới cái lớp da của chúng ta. À, các bạn có thể thấy nãy chúng ta chỉnh, các bạn có thể cảm thấy là nó rất là yếu, nhưng mà thực tế ra thì các bạn có thể thấy nó ảnh hưởng không hề nhỏ tới cái bức hình của chúng ta. Thì bởi vậy nên lúc nào mình cũng khuyên là chúng ta chỉ nên chỉnh bất kỳ, chỉnh một cái gì chúng ta chỉ nên chỉnh một cách nhẹ 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 nhẹ, để khi nào mà chúng ta thấy khi ra ngoài thì bật tắt lại laser đó để mà chúng ta so sánh là mức ảnh hưởng nó như thế nào. Có thật sự cần thiết hay không, thực sự đủ hay chưa, thì khi đấy chúng ta có thể làm thêm, còn không nên làm quá mạnh tay để mất công chúng ta ra chúng ta coi lại cảm thấy nó không tự nhiên, không được hài hòa, chúng ta lại phải bỏ cái layer đó đi, lại phải làm lại từ đầu, rất là mất thời gian. Rồi, việc cuối cùng là mình sẽ xử lý màu môi này, các bạn nữ có thể rất thích. Rồi việc đầu tiên đó là sử dụng tạo ra một lớp layer mới để phòng ngừa không bị tác động vào đây thôi. Rồi sau đó các bạn sử dụng phần công cụ tạo vùng chọn, có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào, nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng công cụ laser tool luôn. Rồi các bạn sẽ bôi quanh vào phần môi mà các bạn muốn chỉnh sửa lại màu. Ok, còn phần môi dưới các bạn đè phím shift, chúng ta tiếp tục vẽ nên tránh vào phần răng, bởi vì khi mình chỉnh màu thì có thể sẽ ảnh hưởng tới tới cái màu trắng của răng thì nhìn nó không được thật. Ok, và mình đã có cái vùng chọn môi, bạn cũng bấm chuột phải chọn feeder và như hồi nãy mình cũng để 10. Ok,
Rồi các bạn vào layer new adjustment layer hoặc là các bạn có thể bấm vào đây. Thì ở đây nó có hai cách, một là chọn hue saturation, chọn coloring. Coloring. Ok. Rồi các bạn đưa cái thanh trạng này tới bất kỳ màu nào các bạn thích, nhưng mà ở đây mình thiên về trung thực hơn, cho nên là mình sẽ chỉ để về màu đỏ nguyên bản và bắt đầu kéo vùng này lên, kéo saturation. Saturation này thì nó là đại khái là độ đậm, độ tăng mạnh màu vậy. Thì các bạn có thể tăng lên để tăng thêm sắc độ màu hoặc giảm xuống để mất sắc độ màu để thành màu xám luôn. Thì ở đây mình sẽ để nó khoảng 60. Ok, giờ các bạn sẽ có thể coi lại cái vùng môi mình đã thực hiện nhiều thế nào. Ở đây thì màu da con này có vẻ không hợp với màu môi quá mạnh như vậy, cho nên mình sẽ giảm xuống một chút. Rồi coi lại xong. Đối với bước đầu việc beauty retouch thì chúng ta chỉ cần những công cụ như vậy là có thể gọi là ổn. Thì chúng ta có thể coi lại chúng ta làm như thế nào bằng cách group nó lại, cầm layer và kéo vào cái phần folder, cái icon giống folder này, tắt đi, chỉnh lại, tắt đi, chỉnh lại, tắt đi, chỉnh lại. Rồi video tốt này đến đây là kết thúc. Nếu các bạn ủng hộ và thích video tốt này thì bạn có thể bấm like và subscribe cho mình để tạo động lực mình có thể tạo ra những cái tốt tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.